Ithiphat Pradachapan, triệu phú trẻ nhất Thái Lan, làm giàu từ snack rong biển. Cửa hàng Tao Kenoi Land tại trung tâm mua sắm Terminal 21 đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều khách du lịch khi đến Thái Lan. Mọi người ghé để mà thưởng thức món snack rong biển Tao Kenoi nổi tiếng. Và chính những miếng rong biển đã giúp ông chủ nhỏ Ithiphat Pradachapan chiếm chệ xuất hiện trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2017 do Forbes bình chọn. Từ một cậu ấm mê game, Pradachapan đã quyết tâm khởi nghiệp để mà cứu vớt gia đình sau biến cố phá sản. Và hành trình làm giàu từ snack rong biển của anh đã khiến không ít người phải trầm trồ. Cậu ấm bỏ học làm kinh doanh. Ithiphat Pradachapan còn có tên gọi khác là Top. Anh sinh năm 1984 tại Bangkok, Thái Lan, trong một gia đình khá giả, không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, đến năm 1997, khi cơn bão khủng hoảng tài chính châu Á đổ bộ vào thị trường, công ty xây dựng của bố Top bị phá sản, gia đình bắt đầu lâm vào tình cảnh khó khăn và có nguy cơ mất căn nhà vì nợ ngân hàng. Trước hoàn cảnh đó, từ một cậu ấm suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game, Top đã bắt đầu tập tành kinh doanh bằng việc bán các trò chơi điện tử tại trường đại học và kiếm được 10.000 đô la Mỹ chỉ trong vòng một năm. Cuối năm nhất, anh quyết định bỏ học để tập trung vào kinh doanh kiếm tiền phụ giúp gia đình trả các khoản nợ. Top đã viết trong tự truyện của mình: "Ngay khi quyết định bỏ học đại học và dành trọn cuộc đời mình cho con đường kinh doanh, cuộc sống của tôi đã thay đổi ngay lập tức. Đầu óc của tôi lúc này chỉ nghĩ về những con số, quản lý và mở rộng. Tôi biết rằng chính niềm đam mê đã thúc đẩy tôi tới một công việc vui vẻ và hạnh phúc. Mặc dù cũng hơi xấu hổ khi nói với bạn bè rằng tôi đã bỏ học đại học để đi bán hạt dẻ, nhưng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy rất tự hào." Cụ thể, trong một lần đi hội chợ ẩm thực, Top đã nảy ra ý tưởng bán hạt dẻ nướng, gom góp được 7.200 đô la tiền tiết kiệm. Anh sắm sửa trang thiết bị và đặt một kiosk bán hạt dẻ tại khu ăn uống trong một khu trung tâm thương mại. Tuy nhiên, không nhiều khách hàng để ý đến quầy hạt dẻ nướng của Top. Giữa lúc sắp sửa dẹp tiệm để đi làm phục vụ, chàng thanh niên trẻ bất ngờ nhận được lời mời hợp tác từ chuỗi siêu thị Tesco Lotus. Top nhớ lại, doanh số bán hàng đã nhảy vọt khi kiosk hạt dẻ của tôi được dời sang gần quầy thu ngân của siêu thị. Mấu chốt để giải quyết toàn bộ vấn đề phụ thuộc vào việc bạn có nắm được địa lợi hay là không. Chẳng mấy chốc thì quầy bán hạt dẻ của Top đã có mặt tại 30 địa điểm khác nhau với 50 nhân viên, cùng doanh thu hàng tháng vào khoảng 87.000 đô la. Top nói, đó là khởi đầu không tệ với chàng thanh niên 19 tuổi như tôi. Thế nhưng một thay đổi trong cung cách quản lý của Tesco Lotus đã diêm chết mô hình của Top. Chuỗi siêu thị này muốn kiosk hạt dẻ nướng dời vào bãi giữ xe vì khói từ lò than khiến khách hàng khó chịu và làm đen trần nhà. Kết quả là doanh số bán hàng lao dốc không phanh, buộc Top phải kiếm đường kinh doanh khác. Tái khởi nghiệp với snack rong biển. Một ngày nọ, Top tình cờ tiếp cận với rong biển khô khi bạn gái mua tặng anh một bịch snack từ cửa hàng trong trường đại học. Chàng doanh nhân trẻ nhớ lại rằng, snack rong biển đã khiến tôi yêu ngay từ cái cắn đầu tiên. Top cảm nhận được cơ hội thành công lớn với sản phẩm này vì lúc đó nó đã khá là phổ biến trong giới trẻ Thái nhưng chưa được sản xuất đại trà tại thị trường trong nước. Đói là làm, Top nhờ mẹ sau đó còn lân la tìm đến các chuyên gia thuộc Đại học Kassessot để mà nhờ họ giúp đỡ trong việc tạo ra hương vị riêng cho sản phẩm. Top kể rằng, vị snack cay mặn của Tao Kenoi được dựa trên công thức của mẹ tôi, gom được 200.000 đô la từ việc thanh lý một số kiosk hạt dẻ. Top mở nhà máy sản xuất snack rong biển vào năm 2004, mang tên là Tao Kenoi. Tao Kenoi trong tiếng Thái có nghĩa là ông chủ nhỏ. Guido Tanguthikaiwet, nhà sáng lập PAG Design, công ty chịu trách nhiệm thiết kế logo của Tao Kenoi, nhớ lại ấn tượng ban đầu về Top rằng, cậu nhóc này khi ấy mới chỉ 19 tuổi mà đã có cái nhìn sâu sắc về con đường mình sẽ đi. Thoạt đầu, sản phẩm của Top được ra mắt tại một cửa hàng 7-Eleven, nhưng không mấy hút khách vì bị đặt ở những kệ thấp. Để khắc phục điều này, Top thuyết phục người quản lý đưa những bịch snack rong biển ra gần quầy thu ngân. Thế là chẳng mấy chốc số lượng bán ra nhảy vọt. Và vào năm 2008, doanh số bán ra của Tao Kenoi đã cán mốc 30 triệu đô. Thành công của Tao Kenoi cũng kéo theo sự xuất hiện và cạnh tranh đến từ những công ty như Masita cùng hàng loạt các đối thủ ăn theo khác. Thử thách lớn đến với Top vào năm 2011 khi lũ lụt ở Thái Lan
nhấn chìm toàn bộ nhà máy. Đến 3 tháng sau, anh mới có thể khôi phục được dây chuyền sản xuất và kế hoạch IPO phải hoãn lại. Chàng doanh nhân trẻ chiêm nghiệm. Đối với ngành công nghiệp thực phẩm mà nói, nếu sản phẩm của bạn không được lên kệ liên tục, thì người tiêu dùng sẽ chọn cái khác. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha. Kế hoạch táo bạo trong tương lai. Bất chấp biến cố lớn, Tao Kê Nôi vẫn phát hành cổ phiếu lần đầu thành công vào năm 2015, thu về 42 triệu đô. Tới nay thì giá trị cổ phiếu của công ty đã tăng gấp 5 lần. Đây là tốc độ tăng trưởng mà ngay cả những người yêu mến Tao Kê Nôi cũng chưa từng nghĩ tới. Giới phân tích nhận định giá cổ phiếu Tao Kê Nôi tăng vọt nhờ doanh thu từ thị trường Trung Quốc, là thị trường nước ngoài lớn nhất của Tao Kê Nôi. Trung Quốc đóng góp tới 1/3 doanh thu cho công ty này. Về kế hoạch trong tương lai, Top cho biết, điểm đến tiếp theo của Tao Kê Nôi sẽ là Mỹ, thị trường snack lớn nhất trên thế giới. Tại đây cũng giống như tại Trung Quốc, Tao Kê Nôi sẽ phải đối đầu với những đối thủ Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn đã thành danh từ trước. Udaywan Tantisu Wanakul, chuyên viên phân tích tại công ty chứng khoán COMB Thái Lan, chỉ ra rằng chính sách giảm thuế trong 8 năm dành cho Tao Kê Nôi kết hợp cùng với tăng năng suất và giảm chi phí sẽ tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ cho sản phẩm này. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu thô do rong biển vốn không được trồng ở trong nước. Dù Tao Kê Nôi nhập rong biển từ Hàn Quốc, nhưng Top khẳng định rằng sản phẩm của mình vẫn sẽ đảm bảo duy trì được mức giá cạnh tranh. Việc mở rộng năng suất và đẩy mạnh xuất khẩu là tối quan trọng để đạt mục tiêu gấp đôi doanh thu trong năm 2024. Top kết luận, chúng ta cần thiết phải lớn mạnh hoặc sẽ chịu kết cục bị đào thải. Hiện tại, Tao Kê Nôi được công nhận là thương hiệu thống lĩnh thị trường snack rong biển tại Thái Lan và đã tạo dựng được danh tiếng nhất định tại các thị trường trong khu vực châu Á. Hiện tại, Top đang gấp rút nâng sản lượng hàng năm của Tao Kê Nôi lên 12.000 tấn. Anh cũng đã dùng 50% số tiền thu được từ 42 triệu đô la Mỹ khi IPO để lập một nhà máy mới rộng 28.000 m². Dây chuyền sản xuất hiện đại với 1.000 nhân viên, nhà máy này chuyên sản xuất sản phẩm dành cho xuất khẩu. Cuộc đời truyền cảm hứng. Khi được hỏi sẽ làm gì nếu snack trong biển không còn được người tiêu dùng yêu thích, Top thừa nhận anh có lo sợ viễn cảnh này, nhưng sẽ nghe theo lời khuyên của tỷ phú Warren Buffett, tiếp tục tập trung vào công việc kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm. Trong năm 2017, Top đã lọt vào danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan do Forbes bình chọn, đồng thời là người trẻ nhất trong danh sách này. Với kinh nghiệm kinh doanh hơn 10 năm, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ các công ty khởi nghiệp khác, những người mà anh gọi là thế hệ doanh nhân mới. Top chia sẻ rằng, dù mới 32 tuổi nhưng về mặt kinh nghiệm, tôi thấy mình đã gần 50. Cuộc đời Top cũng đã truyền cảm hứng để các nhà sản xuất ra mắt bộ phim Thiếu niên bạc tỷ năm 2011 rất được các bạn trẻ yêu thích. Nhân vật chính trong phim rất giống với Top ngoài đời thực, khi kể về cậu thanh niên tên là Top, đam mê từ bé của cậu là kiếm tiền. Nhưng những biến cố trong cuộc sống đã đẩy Top vào con đường phá sản. Từ đó, hành trình làm giàu của chàng trai bắt đầu. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.